Dạ thưa bác, bác nói có chuyện muốn nói với con hả? Ừ, bác có chút chuyện muốn nói. Con ngồi xuống đi. Cái này bác gửi cho con. Là cái gì vậy bác? Trong đó có một số ngoại tệ và thẻ ngân hàng. Tất cả số này đủ để con mua một căn nhà nho nhỏ ở thành phố này, hoặc làm vốn buôn bán, hay là cứ cất đó phòng thân. Sử dụng thế nào là tùy ở con. Sao bác lại cho con số tiền lớn vậy? Con không dám nhận đâu. Thời gian qua con đã vì cái nhà này mà lo toan rất nhiều việc. Tuy mỗi tháng vẫn trả lương hậu hĩnh cho con, nhưng bác vẫn muốn tặng thêm cho con số tiền này để đăng duy ở trên trời nó yên bụng. Không lẽ bác muốn con rời khỏi nhà này hả bác? Còn Mỹ Ngọc, không có con ở bên cạnh, liệu em ấy... Mỹ Ngọc còn có bác. Bác là mẹ của nó mà. Bác nghĩ có lẽ là con quá ảo tưởng rồi đó. Con nghĩ rằng không có con thì Mỹ Ngọc nó sẽ chết à? Dạ không, con không dám nghĩ vậy. Nhưng con thực sự yêu mến Mỹ Ngọc. Con không muốn xa em ấy trong tình trạng như bây giờ. Nhưng ta muốn thu xếp mọi chuyện trong nhà. Ta không muốn Mỹ Ngọc tiếp tục dựa vào con nữa. Rồi con cũng sẽ đi lấy chồng, cũng sẽ đi khỏi đây thôi. Con kéo dài thời gian thêm làm gì nữa. Bây giờ nhà này mẹ quá con côi. Bác muốn mẹ con bác nương tựa vào nhau. Ta không muốn có người ngoài xen vào cuộc sống của mẹ con ta nữa. Hay là bác cho con xin phép được dẫn Mỹ Ngọc theo? Trời ơi, con sao vậy? Con đang nghĩ gì trong đầu vậy? Cái nhà này là của Mỹ Ngọc, đó là con gái của ta. Ủa, con chỉ là một người giúp việc thôi mà, sao tự nhiên lại muốn dẫn Mỹ Ngọc đi theo con? À, hay là vì một tài khoản bí mật nào đó ở nước ngoài của Đăng Duy? Con nói thật cho ta biết đi. Con thực sự không biết tài khoản gì hết. Chỉ là con không đành lòng rời xa Mỹ Ngọc thôi. Đành lòng hay không đành lòng thì cô cũng phải rời khỏi ngôi nhà này. Tôi cho cô một tuần để thu xếp. Bác ơi, Sư Bảo, tôi muốn gặp cô Thanh Vân. Dạ, dạ, tôi nghe đây ạ. Chúng ta rất đau buồn trước sự ra đi của chủ tịch Đăng Duy, nhưng vị trí chủ tịch không thể bỏ trống quá lâu. Ngày hôm qua
các thành viên trong hội đồng quản trị đã được triệu tập phiên họp bất thường để bầu chọn một vị chủ tịch mới. Sau khi hội đồng quản trị đã chọn được người tạm thời giữ chức chủ tịch tập đoàn. Được chứ? Xin mời. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người cô Thanh Vân, người đã được chính chủ tịch quá cố Trương Đăng Duy chỉ định là người kế vị. Em lại ghế ngồi đợi chị. Dạ. Cô Thanh Vân đây đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Bắt đầu từ hôm nay, cô Thanh Vân sẽ tạm thời giữ chức vụ quyền chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phát Đạt. Tôi xin mọi người cho một tràng pháo tay. Không đúng, không đúng. Cô ta là một người lừa đảo. Tôi là mẹ của Đăng Duy, là người thừa kế chính thức. Còn cô ta chỉ là người làm công ăn lương, chỉ là kế vị lừa đảo. Chỉ là lừa đảo, là không đúng với sự thật. Ngày hôm qua chúng tôi vừa nhận được từ phía luật sư Bảo. Có lẽ do luật sư Bảo đi công tác mới về nên việc công khai di chúc có phần chậm trễ. Mong là chị hãy bình tĩnh, chuyện đâu vẫn còn có đó. Em lại ghế ngồi đợi chị. Xin mời mọi người ngồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi có một số việc muốn trao đổi với mọi người.